Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tuyên Vũ Audio. Mến thưa các bác, thì hôm nay thì chúng em có hai anh khách hàng đó có đặt bên em và có yêu cầu là chúng em là test thử sản phẩm cho hai anh để trước khi gửi là đảm bảo là cái sản phẩm bên em gửi cho các bác là chạy hoạt động bình thường. Thì cái đơn đầu tiên là của anh Đức ạ. Đó, anh Đức ở Hải Phòng. Đó, anh đặt bên em là một chiếc vang Jaguar S600 và chúng em sẽ tặng anh ý là hai dây Canon JV. Thì đây chính là chiếc vang Jaguar S600 của anh Đức. Đây ạ, chính là vang Jaguar S600 nhé. Hàng thì rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. S600 Platinum. Và bây giờ thì chúng em sẽ test, thì sẽ test hai phương thức, một là test nhạc, hai là test chất mic để đảm bảo là nhạc có mic hoạt động bình thường. Và em sẽ nhờ một bạn kỹ thuật bên em sẽ test sản phẩm cho anh Đức ạ. Đó, tiếng nhạc đã lên rồi các bác. Rồi, ok, vậy là tiếng nhạc đã lên. Và bây giờ thì sẽ nhờ bạn là test tiếng mic cho anh Đức ạ. Mic 1 2 2 mic 1 2 3 2 1 2. Rồi, ok. Vậy là tiếng nhạc cũng như là tiếng mic đã ok trên chiếc vang này. Và đó là đơn của anh Đức, thì em đã test cho anh Đức xong nhé. Và đơn thứ hai là của anh Tuấn ạ. Là anh Tuấn là ở Lâm Đồng. Đó, chi năng Lâm Đồng. Anh đặt bên đây là một đôi loa chép đế gỗ. Thì đây chính là loa chép đế gỗ của anh này mà chúng em cũng đã lắp đặt sẵn nhé. Đó, lắp đặt sẵn để test cho anh luôn. Và bây giờ thì em sẽ rút hai cái dây loa này ra để chúng ta chỉ test trực tiếp dây loa chép này thôi. Và xin mời bạn kỹ thuật cho nhạc lên để chúng ta còn test ạ. Đây là đã lên nhé. Đây thì hai chiếc loa chép này thì em sẽ cho làm hai kênh. Đó, cho làm hai kênh và bây giờ em sẽ vặn từng kênh một đây này, các bác nhìn này, nó vặn nhỏ hết này, kênh thứ nhất này, đó, đó là kênh thứ nhất nha các bác nha, và bây giờ em sẽ chuyển sang kênh thứ hai đây ạ, đó các bác có thể thấy này, và em sẽ cho cả hai kênh lên nhá. Tiếng rất là hay đúng không ạ? Tiếng loa chép ra rất là hay. Thì đó là em đã test cho hai anh Đức và anh Tuấn hai sản phẩm để đảm bảo là sản phẩm bên em chạy rất là bình thường để gửi cho các bác nhé. Và cảm ơn toàn thể các bác đã tin tưởng và ủng hộ chúng em suốt thời gian qua. Và bây giờ chúng em xin phép được đóng hàng và gửi đi cho các bác. Và xin chào các bác.